Điều đặn hàng tháng hàng quý, cán bộ chiến sĩ ban Chủ y quân sự huyện Minh Long tự nguyện quyên góp giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đến trường. Mỗi tháng hỗ trợ cho mỗi em 300.000 đồng. Mô hình cùng em vượt khó đến trường của ban Chủ y quân sự huyện Minh Long từ năm 2018 đến nay đã tiếp sức cho 21 em được học hết phổ thông trung học với số tiền hơn 80 triệu đồng. Hoàn cảnh con rất là khó khăn và mẹ thì mất sớm, con ở với ông bà ngoại và được cô chú ban chỉ huy quân sự huyện hỗ trợ cho con uh, kinh phí để con mua dụng cụ học tập, sách vở trong 3 năm qua và con sẽ cố gắng học tập thật tốt để con phụ lòng uh, cô chú ban chị huy quân sự huyện và thầy cô trên nhà trường. Ý thức sâu sắc việc thực hiện công tác chính sách dân vận, góp phần phát triển kinh tế, giải quyết an sinh xã hội, giúp đỡ đồng bào còn nhiều khó khăn, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố thế trận lòng dân. Thời gian qua, lực lượng vũ trang huyện Minh Long đã hỗ trợ làm mới 4 nhà đồng đội, một nhà tình nghĩa, một nhà đại đoàn kết, với tổng kinh phí 450 triệu đồng. Thực hiện chương trình xóa một hồ đói, giảm một hộ nghèo, đã hỗ trợ 3 con bò giống trị giá 45 triệu đồng, tặng 3 số tiết kiệm số tiền 15 triệu đồng, giúp 3 hộ thoát nghèo bền vững. Trong phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, lực lượng vũ trang huyện tham gia ngày công, đóng góp kinh phí sửa chữa, làm mới đường giao thông nông thôn, cây mương nội đồng, hỗ trợ cây con giống cho hộ nghèo cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện. Từ năm 2018 cho đến nay thì được sự quan tâm của ban chỉ huy quân sự huyện tạo điều kiện cho vợ chồng hỗ trợ về con giống cũng như là cái giống để vợ chồng chăn nuôi cũng như là trồng trọt thì đến hiện nay thì nói chung vợ chồng cũng đoàn làm an ổn định là phát triển kinh tế gia đình qua các việc làm tranh đã tạo ra được cái hình ảnh bộ đội của hồ trong lòng nhân dân được cấp ủy chính quyền các hội đoàn thể đồng hành nhân dân tin yêu. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện nhân rộng những mô hình mới và sẽ nghiên cứu tiếp tục thực hiện những cái mô hình có hiệu quả giúp đỡ bà con nhân dân xóa đói giảm nghèo bình vững, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Nhờ chú trọng làm tốt công tác dân vận, Ban Chủ y quân sự huyện Minh Long đã có nhiều mô hình hiệu quả như nồi cơm tình thương, cùng em vượt khó đến trường. Đến nay đã huy động được số tiền 375 triệu đồng, tổ chức nấu hàng trăm suất cơm cấp cho bệnh nhân nghèo. Những hoạt động ý nghĩa đã để lại tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Trong thời gian qua, lực lượng vũ trang cũng đã tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào, các mô hình đặc biệt là trong công tác xóa đói giảm nghèo phải thể hiện đây là cái sự tham gia tích cực trách nhiệm của lực lượng vũ trang và đây là cũng một trong những cái đơn vị mà có nhiều cách làm đơn vị điển hình trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện và trao trồng rơm đến thì ban thường vụ huyện ủy cũng như có các cấp ủy chính quyền cũng lấy đây là cái những cái mô hình cách làm hiệu quả để nhân rộng trong toàn đảng bộ của huyện cùng chung sức để thực hiện tốt cái nhiệm vụ chính trị đó là giống nghèo bền vững cho bà con trên địa bàn của huyện Minh Lâm trong thời gian đến. Nhiều hoạt động hiệu quả mang ý nghĩa thiết thực từ phong trào thi đua, lực lượng vũ trang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, góp phần xây dựng thế trận lòng dân, thắt chặt tình quân dân, làm sáng ngời phẩm chất bộ đội cụ hồ trong lòng nhân dân.